Một rừng cây lộn ngược ở Namibia đã được công bố là di tích quốc gia đặc biệt khi sở hữu hàng trăm cây quiver nổi tiếng. Loài cây này có vẻ ngoài hùng vĩ, to lớn nhưng lại rất dễ bị tổn thương. Khu rừng đặc biệt nằm ở miền nam Namibia, cách Kimmensoop khoảng 14 km về phía đông bắc. Nơi đây có khoảng 250 đến 300 cây quiver mọc thưa thớt lớn bất thường. Dù vẻ ngoài to lớn, nhưng thực chất các cá thể cây quiver lại rỗng và dễ bị tổn thương. Trong quá khứ, những người bản địa lâu đời nhất Nam Phi đã từng dùng cây quiver để làm vũ khí như cây lao, mũi tên. Mặc dù sống ở nơi sa mạc khô hạn, nhưng loài cây độc đáo này có thể tăng trưởng cao từ 7 đến 9 mét và đường kính lên tới 1 mét. Cây quiver còn được biết đến với biệt danh cây lộn ngược do những chiếc lá có hình thù giống với rễ cây. Người dân nơi đây tin rằng cây quiver sẽ mang lại may mắn cho bất kỳ ai tôn thờ và nuôi dưỡng nó. Những người thổ dân bản địa thường sử dụng thân cây quiver nhỏ để đựng tên, những cây quiver lớn để trữ thực phẩm và nước uống. Các mô sợi của thân cây có tác dụng làm mát, cho phép những người bản xứ lưu trữ thực phẩm dễ hỏng với thời gian dài hơn. Ngoài giá trị sử dụng, những cây quiver còn có giá trị sinh thái to lớn. Nhiều loài côn trùng, động vật và các loài chim có thể duy trì sự sống nhờ lượng mật hoa dồi dào của hoa quiver. Vào năm 1995, nơi đây đã được Namibia tuyên bố là di tích quốc gia đặc biệt.